mọi lần lên chỗ nhà em thím ý, thì là lấy sợi lanh. Thì các bác hỏi là sợi lanh thì làm ra như thế nào? Thì đây là cây sợi lanh. Bây giờ thì hai bố con chuyển xuống dưới kia thì anh có suy nghĩ gì không? Đây, quan điểm riêng của anh về vấn đề chuyển đi dưới kia thì như thế nào? Cho cháu sinh sẽ chuyển ở dưới kia thì cuộc sống sẽ được. Có những người ở vòng sông xa có những cái cuộc sống nghèo nàn. Chú Bí Thư lúc nào cũng giúp em cái gì. Chào các cô, các bác, các chú, các anh chị. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì một ngày rất là đặc biệt các bác ạ. Thì đây là món quà của bà Nguyễn Hồng Minh. Bà có gửi cho chú Bí Thư. Trong đó thì có cả phần quà của em Xính. Thì Tuyên cũng đã trao cho em Xính rồi. Một cái tấm lòng vàng ở vùng rất là xa xôi. Từ miền xuôi lên miền ngược các bác. Để cảm ơn tấm lòng của bà thì Tuyên cũng không biết nói gì hơn. Chúc bà và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và hy vọng quý khán giả cũng như là quý cô bác anh chị, quý các nhà hảo tâm luôn luôn đồng hành cùng với Tuyên và em Xính trong cái thời gian vừa qua. Thì hy vọng là các bác sẽ tiếp tục ủng hộ cho hai anh em và giúp đỡ hai anh em. Trong đó thì các bác có thể chia sẻ, lan tỏa những cái video để anh em có thể tiếp cận với nhiều người hơn nữa. Và thay vì những món quà của các bác gửi đến thì các bác có thể là chia sẻ và like, xem thật nhiều những cái thước phim của anh em chia sẻ để động viên cũng như là giúp đỡ cho kênh phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Bây giờ thì hai anh em sẽ cùng nhau lên nhà chú Bí Thư các bác nhé. Đến nhà chú Bí Thư rồi nhưng mà bạn này thì gật gù rồi các bác ạ. Đấy. Tỉnh không? Còn tỉnh không? Không tỉnh nhố. Không tỉnh táo nhưng mà hộp bánh vẫn ôm ở đây. À đây là tổ ong à? Đó. Hôm nào hỏi chú Bí Thư xem là có mật không? Có mật rừng không? Lấy bán cho các bác. Nhiều khán giả với lại các bác hỏi cái mật rừng ấy. Thì thời gian này mật rừng mới bắt đầu khai thác thôi. Là những cái tổ này có mở được không? Có nhưng mà lúc này thì không có mật thì nó không ác à? Đúng ạ. Ừ, bài nhiều lắm các bác ơi.
rất là nhiều ong ở đây này. Mình tổ này là thời gian này đang đánh mật rừng nha các bác nhá. Đây này. Đấy thì tí nữa vào nhà chú Bí Thư Tuyên sẽ hỏi xem là chú Bí Thư có thì sẽ gom một ít để bán cho các bác nhá. Ở đây thì không có sử dụng bất cứ một cái gì đâu. Nhiều khán giả thì bảo là một số anh chị nuôi ong ở trên vùng cao ấy thì là sử dụng mật, sử dụng đường các thứ để cho ăn. Đây các bác, không có một cái gì đâu. Thường thường là mật hay là đường thì người ta sẽ để ngay ngoài cửa ra vào hoặc là để ở khu vực bên trong, nhưng mà cái này thì các bác ghi hình cho các bác xem như thế này nó đủ uy tín chưa. Nó mốc như thế này tức là cái tấm pro này đã rất là lâu rồi, không dỡ ra rồi, cho nên là không có bất cứ một cái phụ gia nào để để cho ông ăn cả. Ngoài cái những cái giọt hoa, những cái giọt phấn tự nhiên thì không có bất cứ một cái gì. Đấy, súng thì ngủi thôi, đi vào đi. Chú Bí Thư chắc hôm nay vẫn ở nhà. Hẹn rồi. Không biết là theo như yêu cầu của bà Hồng Minh thì bà bảo là ghi hình về cả các... Chú Bí Thư cho bà xem. Tự nhiên thì hôm nay không biết là gặp được không. À đây, vợ của chú Bí Thư đây. Nhìn có phư sớ thế hả? Hả? Nhìn có phư lò thế hả? Kia lò hả? Hả? À, này lắm như là lắm như là đi lấy cỏ à? Đúng. Đây, chào anh. Ui ui. Giờ có nhất chế à? Giật mình cái bộ bàn ghế đẹp thế nhỉ? Anh xà, chúc mừng, chúc mừng. Bộ này là hôm nay là có chú Khánh Canada hỗ trợ 3 triệu rồi kia. Ok đấy. 2 triệu nữa là anh có được cái bộ bàn ghế này. Bộ này mấy triệu anh? 5 triệu. 5 triệu à? 5 triệu là mình khác đi chợ hay là họ chở về tận đây? À, mình khác đi chợ. À, mua in minh thôi gì? Phục cáo. Phục cáo á? Cái gỗ này là gỗ gì nhỉ? Xoay không phải là sồi đâu đúng không? Ừ, sồi thì bộ này nếu mà là sồi nó rơi vào khoảng độ 8 đến 9 triệu đấy. Vâng. Còn xoan nó rẻ hơn, có 5 triệu. 5 triệu là rẻ hơn. Còn xoan với mỡ thì nó rẻ. Vâng. Nó tùy vận gỗ tốt. Tốt thì đương nhiên nó sồi thì tốt nhất rồi. Nếu mà so với các cái gỗ ở trên cao mình thì học đi, phô. Các à, con đi đâu hết rồi? Đi học. Học đi mà. Học đấy là. Đây là mẹ của anh đúng không? Đấy, bà Nguyễn Hồng Minh thì vài lần cứ hỏi là mẹ chú Bí Thư. Để phô có lụt chân chi thì phô. Thì phô là chú phô tụt cho nó lâu. Chị phô lụt chân chi là? Rất là đáng rồi đó. Không, không. Chú nào đây lúc gặp cho nó lâu. Không, không. Ờ, cho nó yêu quá chú. Chắc lắm. Hả? Cho nó mà uống mà tấm lông nhau để mà căng cho tấm lông. Ồ, cái này là làm cho trang phục cho người mất các bác. Uống mà cho chân tàu. Cho nên là bê uống bê là rúa tỏ cư lòng. Cho nó, cho nó dù uống nhiều hơn. Cho nó dù uống mà. Uống cho mà uống tóc cho nó đi. Uống kem gì? Đây, Tuyên ghi hình cho các bác xem nhé. Mọi lần lên chỗ nhà em Thím ý thì là lấy sợi lanh, thì các bác hỏi là sợi lanh thì làm ra như thế nào, thì đây là cây sợi lanh làm ra vải thì nó sẽ như thế này. Đây là chưa nhuộm nhé. Thường thường thì bà con sử dụng một số các loại củ sâm ở trên rừng ấy, gọi là sâm nhuộm thôi. Thì hiện tại bây giờ vào cái thời điểm những cái năm trước thì vẫn có những củ đấy, nhưng mà vào mấy năm trở lại đây thì do là Trung Quốc thu mua nhiều ấy, thì không có nữa. Đây là thổ cẩm của bà con tự làm, cái này bây giờ chỉ làm cho trang phục cho người đã khuất thôi. Còn ngoài ra trang phục của người Mông thì hiện tại bây giờ đã mai một rất là nhiều rồi. Bà con cũng vì là cái sản phẩm của công nghiệp làm ra nó rẻ hơn so với mình tự làm như thế này. Đấy, thì là bà con đã chuyển dần sang sử dụng các cái sản phẩm công nghiệp rồi. Nó rẻ hơn và nó bền hơn. Cái này thì nó đắt hơn rất là nhiều các bác. Với lại là những cái sợi chỉ như thế này thì bà con tự làm bằng tay thôi, tất cả là bằng máy bà con tự chế hết, nên là cái sợi chỉ với lại các cái kẽ hở như thế này là nó cũng không kín bằng các cái sản phẩm mà công nghiệp người ta làm bằng vải lụa các thứ đấy. Còn cái này thì là vải thô của bà con tự làm thôi, nhìn nó rất là thô các bác đấy, thô và nó cứng, nó không được mềm mại. Nhưng mà mặc cái này nếu mà làm quần áo mặc rất là mát. Cho nên nhìn đi, bây giờ mua cho chị tới chưa?
Cho nên là cho nó nhiều vua nhiều hơn. Rồi nhìn đi là nên chỉ vua cho hay vua chỉ để chỉ vua là không? Biết chỉ vua đó. Giờ nó mà muốn tao tao hút khí mà chứa khí nã thôi. Thấp cái chân đầu cơ tết cái chuyện nã cho nó hơn. Cho nên mà chú tổ khư mà kỳ gì kỳ? Cho nên á. Cho nên mà bé mà xảy ý lưu sò mà là mùa ăn tao đấy. Ý lưu sò? Cho nó cũng mà mùa mà. Chúng bảo đâu, lên trả nó uống mùa mà đã uống chân, tao đập khứa cho này. Cho nó mà chúng một chịu chịu uống mùa này này. Đó uống mùa tức kỷ họ, kỷ đua lớn. Kỷ đua lớn cho nó. Cho nó mà nó cứ nhờ uống nhờ cháu y dành để mà nhờ hề giả xúc bùa này. Ôi dù. Kỷ họ. Đặt đây các bạn, cái này rất là đắt. Mùa chợ rẻ hơn nhiều. Ô vừa là không nho đi học đêm chị. Các con đi học hết đấy. Đang nói chuyện với bà một tí các bạn. Đấy, chị vừa ngồi đây này. Gặp đi. Lo mặt à, vợ chuẩn bị thứ đây các bạn. Vợ nghi ngại chị ngại. Vừa ngại lại vừa không nghe được thì không nghe. À, không nghe được tiếng phổ thông. Vợ anh là quê ở đâu? Cũng cùng xã. Cùng xã. Nay chợ trung tâm mình. Chợ xã chúng ta đấy. Rồi. Ở bên trên Sùng Phính ạ. Đi vào trong Hải Liên ấy. Hải Liên là bên chú xã đi lên đấy ạ? Không. Từ chỗ chợ đi vào trong. Từ chỗ đến chỗ chợ đấy. Còn cái con đường. À, qua chợ đi vào trong đấy ạ? À, biết rồi, biết rồi. À, bên kia gọi là Hải Liên mấy. À. Là Hải Liên mấy? Hải Liên A hay B chỉ có một Hải Liên. Mà Hải Liên. Thế ở trên này cũng là Hải Liên đấy. Trên này cũng có. Chỗ nào có Hải Liên? Trên Sủng Phó này chẳng gọi là Hải Liên là cái gì? Sủng Phó thì... Đấy, không có cái nhóm, cái thôn nào mà bên kia cũng có đâu mà. Có. Trên Sủng Phó này gọi là cái thôn gì? Sủng Phó là vẫn là Sủng Phó nữa. Không, theo danh sách nhưng mà... À, đấy là của ông em bên. À, một ngày rồi. Em nhớ nhầm Hồng Ngài với Hải Liên nó khác nhau một tí. Hồng Ngài thì nó có Hồng Ngài A, B, C. Có ba cái thôn. Hôm nay thì hôm nọ thì nhờ anh chở cái ống nước vất vả đấy nhưng mà thôi cố gắng. Xính thì bây giờ nhà thì cũng tạm thời cái lều đấy em nghĩ là ở được rồi. Vận động cho hai bố con mà chuyển xuống đến đây ở. Thì khi nào mà giả nhà ở đây thì em sẽ theo những yêu cầu của một số khán giả với lại cái thời gian em tính ở nhờ cái nhà đấy thì chắc có lẽ là em nhờ anh đi cùng với em để tất toán cái nhà đấy cho người ta một tí. Nói tóm lại là cũng một chút ít thôi, gọi là động viên họ thôi, bởi vì họ đã cho ở nhờ một thời gian ấy, mình động viên một chút ít thôi và là có một quà với lại một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ tiền điện với lại cái gọi là họ đòi tiền nhà nhưng mà mình cũng không có nhiều để giả đâu. Nó thật sự như thế, với lại cái nhà đấy để mà thuê bằng thật ấy thì chả ai thuê đâu. Nó thật sự như thế, nhưng mà chú đã được gọi về ở rồi thì con nó đòi thì mình không biết làm thế nào. Đấy, mình ở rồi thì chấp nhận là mình sẽ chi trả một chút ít để cho người ta, với lại hàng xóm láng giềng với nhau nữa cũng muốn lâu dài, mình không thể nào một hai ngày được. Đấy, tính như thế cho nó chắc ăn. Còn hôm nay em đến với anh thì có tiếp một món quà nữa là của cô Nguyễn Hồng Minh. Trước đó cô đã từng gửi một số phần quà cho anh rồi. Hôm nay thì tiếp tục là cô hỗ trợ tiếp. Đấy. Anh em mở đi. Em bàn xong có gì em bàn giao cho anh. À, tí phần sau thì bên sẽ trao tiền cho chú Bí Thư các bác nhé. Thì đây là lần thứ 3 mà. Em nhớ biết là hình như lần thứ 3 rồi. Nhận được quà của mình. Rồi là bà năm nay chắc cũng gần 70 rồi. À, vâng. Thế thì một là bà rồi. Thực ra thì những cái món quà của bà gửi đến nó không quá là lớn. Tuy nhiên thì so với các cái hoàn cảnh gia đình không xa, món quà như thế này cực kỳ là nhiều các bác. Cảm ơn bà rất là nhiều. Bà đã luôn chia sẻ, luôn thấu hiểu cái tình cảm cũng như là những cái sự chia sẻ của bà đến với bà con thì đây là một cái gì đó khiến cho anh em cảm thấy ấm lòng cực kỳ luôn. Và có ghi gì ở đây không? Xem
cái này không phải. Mỗi cái này đây là ghi mỗi là chú bí thư. Đây anh xem trong này có gì không? Cái này là quần áo. Đây là có mấy hộp bánh, bốn hộp bánh. Và nữa là một túi, cái này là được phèn. Không biết là cái này anh đã từng làm chưa? Cái đó trước. Hình như là chưa ăn bao giờ. Hình như đây là lần đầu tiên thấy nói. Nhưng mà cái này bà bảo là sử dụng làm gia vị thức ăn. Em cũng chưa ăn bao giờ cái loại này. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái loại này luôn. Thế á? Hình như không nhầm là cái này ở bên Trung Quốc họ sử dụng rất là nhiều cho những cái món ăn đặc biệt như là ninh chân giò hay là ninh những cái gia vị thực phẩm, đặc biệt là ninh thịt. Là sử dụng cái loại này nó nhừ nhanh à? Không phải, hay là như nào? Nó làm đậm đà cái nước cốt thôi, làm thịt mình ngon hơn, đậm đà hơn thế đó. Nó kiểu thay như mì chính với lại hạt nêm các thứ đấy. Em thấy trước em đã từng đi Trung Quốc thì thấy là bên Trung Quốc họ dùng cái này rất nhiều, đặc biệt là ninh chân giò này, kho cá này, thế này là kho thịt các thứ là hay dùng. Nhưng mà đây nó thật sự với bà con mình để mà ăn cái này thì cũng được thôi, cũng được. Đây là món quà của bà gửi. Thực sự là mình chưa ăn bao giờ nên là không biết cách chế biến đâu, không ngon ý. Với lại ăn không quen, mình không hợp khẩu vị. Còn ăn dần thì em nghĩ là vẫn sẽ quen. Món quà của bà gửi thì thực sự là anh em vẫn rất là quý. Quý từ lúc mới nhận được cho đến lúc mà trao đến tận tay cho các anh, các em. Thì thật sự rất là mừng. Trong đó thì bà cũng có gửi cho em rất là nhiều phần quà. Trong đó là cũng như các anh thôi, có bánh, có kẹo, có quần áo rất nhiều và có tiền nữa. Đấy, em Xính cũng đã nhận được một phần quà của bà, trong đó cũng như của anh thôi, nó cũng có bánh kẹo và quần áo. Đây là những bộ quần áo bà bảo là thấy anh mặc quần áo cũ quá thì đấy, anh thử thay, thử mặc xem cũng vừa. Bà bảo là cứ thử đi, cái nào cũng vừa thì xem các con hay là ai mặc được thì cứ cho bà thế. Bà giặt hết rồi, cái này bà bảo là bà giặt kỹ hết rồi. Vừa đấy nhỉ, người anh đậm hơn em thì mặc nó vừa hơn thì còn nhiều. Đây là nhiều, đa số là có cả quần áo con gái, cái này là con gái để cho vợ. Cái chị này là đều vừa hết. Được rồi, vừa, em nhìn thấy khả năng là vừa. Cái này áo ba lố sao này mát lắm. Mùa hè là áo ba lố là... Ba lố này nhưng mặc trong mát. Nhà đấy nhá, mặc ra ngoài là một lúc sau là chỉ còn cởi ra mà vẫn còn cái áo ở trong đấy. Đây trời nắng các bác ạ, tiêu UV rất là mạnh, thế nên là mặc những cái bộ quần áo như thế này đi ra ngoài lúc sau là biết ngay nó rát rồi, trời nắng đi ra ngoài thì anh em cứ tự động mặc quần áo dài thì nó sẽ tốt hơn. Hôm nay thì đến với anh thì có những món quà của bà Nguyễn Hồng Minh gửi đến cho anh, và em cũng đến nhờ anh một chút về hoàn cảnh của em Xính, cũng đã nhờ anh rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì dù là thế nào thì ở đây thì mỗi mình anh quan tâm đến hai bố con thôi. Em cũng không biết dựa dẫm vào đâu để làm cầu nối cùng với em, giúp đỡ cho hai bố con. Thì hy vọng là trong thời gian tới anh cũng sẽ bớt chút thời gian để giúp đỡ bố con nhiều hơn nữa, với lại là quan tâm đến cái hoàn cảnh của hai bố con. Trong khi mà sinh sống ở dưới kia thì nó xa hơn so với nhà của anh, mà lúc đi làm hoặc là tranh thủ lâu lâu tạt về thăm em của anh, của em một tí. Bởi vì là em thì hiện tại bây giờ đang làm ở nhà, em xá cụt ở trên này khá là bận, có lẽ là sẽ về đây không được nhiều. Thì thoảng em vẫn sẽ cố gắng lên để thăm hỏi cũng như là chia sẻ hoàn cảnh của em để cho các bác biết được cuộc sống của em sau khi mà chuyển đến dưới kia. Đấy. Bây giờ thì hai bố con chuyển xuống dưới kia thì anh có suy nghĩ gì không? Đấy, quan điểm riêng của anh về vấn đề chuyển đi dưới kia thì như thế nào? Em thì anh có thể chia sẻ một chút. Vâng. Với anh thì anh cũng vui mừng với cho cháu Xính sẽ chuyện ở dưới kia thì cuộc sống sẽ được thoải mái hơn như là ở bên đấy. Bên đấy thì nó hẹp quá, trục trặc, làm ăn này nọ nó không được thoải mái. Và dưới kia thì cái thứ nhất là đã có cái nguồn nước cứu nước về đến tận nơi,
Đồng thời là có cái lá cũng tạm ổn rồi. Thì trong thời gian tới, nếu mà kinh phí đủ để xây căn nhà nữa là sẽ ok rồi. Cái đấy là cái mà người ta nhận được là thế này, là các con sinh sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn và ổn định hơn. Cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đã chung tay gom góp mỗi người một chút ít, đặc biệt là chú Khánh ở Canada đã giúp rất là nhiều cho hai bố con. Một trong những khoản đó thì bản thân Tuyên cùng với chú Bí Thư đã trích ra để mua đất, một cái mảnh đất khá là rộng để cho hai bố con có thể sinh sống, và tạm thời cũng sẽ là nơi để mà hai bố con có những cái chỗ dựa, có cái chỗ để mà phát triển kinh tế về tương lai. Còn về cuộc sống cũng như là em Xính thì sẽ là nhờ chú Bí Thư nhiều hơn để thời gian tới này quan tâm đến em và giúp đỡ em. Em nghĩ là ở đây không có ai, mỗi mình anh trưởng thôn thì em vẫn chưa gặp bao giờ, có mấy lần hẹn nhưng mà chú trưởng thôn như là chú khá là bận không gặp được. Thôi gặp chú Bí Thư ở đây, với lại bản thân chú thì lại là người nhà của em Xính, một trong những người duy nhất có thể quan tâm và giúp đỡ em, họ hiểu hoàn cảnh của em có nhiều hơn, thì sẽ là anh như là người trực tiếp dạy dỗ và quản lý gia đình em Xính. Hy vọng là thời gian tới anh em mình sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch để xây nhà cho em, để cho hai bố con có thể có một nơi ở an toàn. Còn cái lều bạt thì mang tính chất là tạm thời thôi, cấp bách thôi. Thực ra thì nó không thực sự cần thiết ở cái lúc này. Thế nhưng mà do là gia đình mà trước em liền nhớ thì người ta đã có đánh tiếng rồi thì thôi, mình cũng chấp nhận là ở dưới kia một thời gian nóng hơn ở đây đấy nhỉ. Nóng hơn rất nhiều. Nhưng mà không gian sử dụng dưới kia em thấy nó rộng hơn. Đấy, mỗi lần xuống thì con của Xính nhỉ, con là có chỗ chơi, nó chơi nó rộng rãi, nó thích. Ở trên này thì không có chỗ vì là nó dốc quá, cái ra khỏi nhà thêm vực rồi rất là ghê. Đúng rồi. Sợ trẻ con nó chơi không may nó đùa nhau ấy, đùa nhau nghịch không là không may nó trượt chân nó ngã ấy. Đấy, rất là nguy hiểm. Thôi thì xuống dưới kia cũng được, nóng một tí khó chịu nhá, tầm một thời gian ngắn, dài thì khoảng 2 tháng, còn nhanh thì khoảng 1 tháng nữa là xong nhà em xá thì sẽ chuyển về đây. Đây em thì em cũng muốn làm cùng một lúc nhưng mà làm như thế thì nó phân bổ thời gian em đi không kịp, em quản lý không được. Thế như thế thì em sợ làm bầu thì nó rất là bất tiện khi mà mình sử dụng số tiền các bác gửi đến không thật sự đúng mục đích, mà làm không đến nơi đến chốn thì ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là cái công sức của mình bỏ ra nó không được đền đáp. Em bây giờ thì em trao cái khoản tiền này của bà cho anh nhé, bà tặng cháu Bí Thư 500.000 đây. Đấy. Còn giấy còn vẫn còn bọc đây nhá, em gửi cho anh nhá. Một phần là hỗ trợ cho anh một chút ít thôi. Phần nữa là chúc mừng anh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà rất nhiều. Bây giờ thì mời anh gửi lời cảm ơn bà. Cháu cũng cảm ơn bà Minh rất là nhiều trong thời gian qua. Cho đến tận bây giờ thì bà Minh cũng gửi lần này nữa là lần thứ 3 cháu nhận được quà của bà rồi. Thì cháu không biết nói gì hơn, cháu chỉ chúc sức khỏe bà và mong bà sẽ luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc và luôn ủng hộ hỗ trợ bọn cháu những người ở vòng sông xa và có những cái cuộc sống nghèo nàn. Thì cảm ơn bà rất là nhiều và chúc bà sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là cũng cảm ơn em Tuyên rất nhiều. Em Tuyên cũng là người mà có sự nhiệt tình làm cầu nối để mang những cái phần quà của các nhà hảo tâm cũng như là các cái mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cháu Xính và cả anh nữa. Chúc mừng anh nhé. Bản thân Tuyên thì cũng không biết nói gì hơn. Đây là món quà thứ ba rồi. Món quà thứ ba bà gửi đến cho nhà chú Bí Thư, một trong những người rất là cần sự giúp đỡ từ chú Bí Thư, đó là em Xính. Hy vọng là những món quà này sẽ động viên cho anh và gia đình một phần nào đó, giúp cho em Xính nhiều hơn. Nó không đủ lớn và nó cũng không đủ để trả những công lao của anh đến với em Xính ấy. Nhưng mà đây là một trong những phần quà nó động viên tinh thần thôi, động viên tinh thần giúp đỡ cho gia đình một phần nhỏ nhỏ. Hy vọng là anh cũng sẽ lấy đó làm những cái niềm vui cũng như là sự hỗ trợ của anh sẽ đến với em Xính nhiều hơn. Xính muốn nói gì với chú Bí Thư không? Thì
rất nhiều. Chú bí thư lúc nào cũng giúp em cái gì cũng gọi chú bí thư để nhắc cỡ chú bí thư rất là nhiều. Nói thật với chú Tuyên là em Tuyên là về kết quả của cô Minh cũng như là những cái bác chú khác thì tuy rằng nó rất là nhỏ, nhưng mà đối với người khác thì có thể là không phải giá trị gì, nhưng mà đối với anh ấy, đấy là mang một cái giá trị rất là lớn và mang một cái tình cảm rất là lớn đối với anh thôi. Và cái điều này thì anh cũng mong muốn là nếu có cơ hội và có điều kiện mà anh được gặp mặt của cùng bà Minh cũng như là những người khác thì càng tốt hơn. Nhưng mà đây là chị được tâm sự trên cái kênh và Tuyên Hoa đây. Ở đây có sóng, nếu có sóng thì em gọi cho bà mới nghe. Thường thường là bà vẫn gọi Zalo cho em, nhưng mà ở đây thì sóng hơi kém, để mạng là gần như là nó chỉ đủ để nghe điện thoại thôi. Còn gọi Zalo thì hơi khó. Lúc nào có gì thì xuống mình hạn thì sóng khỏe hơn thì em có thể em gọi thì anh trực tiếp nói chuyện với bà. Bà là một người rất là dễ gần thôi. Tấm lòng của bà thì anh em mình không phủ nhận được. Một trong những người thực sự là đáng để anh em mình ghi nhớ những công lao của bà và tất cả các mạnh thường quân, đáng để anh em ghi nhớ không chỉ riêng bà. Tuy nhiên thì một cái sự quan tâm đặc biệt từ bà đến với bà con, đặc biệt là ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không biết nói gì hơn, thực sự là khi mà nhận được món quà của bà liên tục thì bản thân em cũng thấy rất là áy náy, rất là ngại, nhưng mà thôi, đây là sự quan tâm của bà đến với các bạn trẻ thì em không có lý do để từ chối. Đặc biệt là đến với các anh hay là đến với em Xính thì em cũng không có bất kỳ một lý do nào để từ chối bà cả, hay là tất cả các mạnh thường quân hay là quý khán giả đang quan tâm theo dõi thức phim của Tuyên, thì tất cả món quà các bạn gửi đến thì Tuyên vẫn sẽ cố gắng đem đến cho em Xính. Tuy nhiên thì cũng nói rất nhiều về cái cuộc sống của em Xính rồi, chỗ ở chưa được an toàn, nơi ở nó không ổn định, nên là những món quà của các bác hiện tại vẫn đang ở nhà Tuyên. Còn rất là nhiều món quà của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong nước gửi đã đến nhà rồi, đến chỗ Tuyên. Tuy nhiên thì chưa có đem lên được, bởi vì là nó rất là nhiều yếu tố để mà nêu ra những cái lý do. Tuy nhiên thì cái quan trọng nhất vẫn là cái nơi ở của em Xính nó không thực sự an toàn. Nếu mà mang lên thì nó sẽ em sợ là sẽ bị mất, hoặc là những cái lúc mà em Xính di chuyển như thời gian này mà di chuyển từ cái nhà này xuống cái kia thì cực kỳ là vất vả. Với lại là mình có di chuyển về thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của hàng hóa đó. Có những cái đồ nó dễ vỡ như là cốc thủy tinh hay là cốc nước rồi là quần áo, thứ gì mình đi thì mình khú chỗ để đi. Mối kiến các thứ nó chui vào đến lúc nhiều quá, như em Xính là dưới bạt lán bạt thôi, em sợ là kiểu như rắn rết cái thứ nó chui vào quần áo cái thứ rất là nguy hiểm. Thế là từ xây nhà xong rồi, ổn định rồi thì chuyện về xong được. Bởi vì là Tuyên cũng nói rất nhiều rồi, những món quà của các bác và trong có đồ ăn thức uống thì các bác liên hệ trực tiếp với Tuyên để báo với Tuyên để biết được là trong đó có gì, Tuyên sẽ mở và lấy lên cho ba bố con sử dụng. Còn chỉ là quần áo hay là những cái nhu yếu phẩm mà nó chưa thật sự cần thiết thì các bác có chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào mà ổn định cuộc sống cho hai bố con thì Tuyên sẽ mang lên các bác nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là thước phim này của Tuyên cũng xin ghi hình đến đây thôi. Hôm nay thì đáng lẽ là nên để ghi hình tất cả các thành viên ở trong gia đình nhà chú bí thư. Tuy nhiên thì lên đây chỉ có chú ở nhà, bà ở nhà và vợ chú bí thư ở nhà thôi. Vợ của chú bí thư thì rất là ngại, đấy, chị rất là ngại lên hình, nên là chị vừa nãy cũng quay thấy một hai đoạn gì đó, nhưng mà chị ngại, chị ngại, chị xấu hổ, nên là chị đi làm bắt đầu đi cắt cỏ rồi, không ai ở nhà. Các con thì đi học một phần thì cũng đi làm rồi. Các anh lớn thì đi làm, còn các anh nhỏ thì ở tại trường, học tại trường thì không có về các bác nhé. Thì cảm ơn bà Minh đã quan tâm đến hoàn cảnh của em Xính Què và giúp đỡ những cái phần quà cho cả Tuyên, cả chú bí thư. Đây, cảm ơn bà rất nhiều, không có gì có thể tả được niềm vui cũng như là cái sự quan tâm, tấm lòng bằng của bà. Thì anh em cũng sẽ luôn luôn ghi nhớ công ơn của bà đối với bà con vùng cao, đặc biệt là bà con ở nơi biên cương tổ quốc ở khu vực Hà Giang. Cảm ơn bà rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những cái thước phim tiếp theo. Xin cảm ơn.
Vừa rồi Tuyên đi bản lấy được vài chai mật ong các bác ạ. Tại bây giờ lấy được có một can thôi, khoảng 20 lít. Tuy nhiên thì Tuyên lọc vào cái chai này chỉ được khoảng 10 mấy lít thôi. Đó, một chai này là 1 lít các bác ạ, màu rất là đẹp luôn. Đó. Giá mật ong thì vẫn vậy các bác nhá. Các bác nào mua thì liên hệ cho Tuyên qua số điện thoại hiện trên màn hình nhá. Ngoài ra thì cửa hàng Tuyên có thêm nữa là chai mật ong ngâm nghệ đen đấy, rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các bác nào uống để phòng ngừa bệnh ung thư thì cực kỳ là chuẩn luôn. Còn đây chè để uống này các bác ạ, chè rất là ngon. Chè này thì là chè búp của Thủ Hà Giang các bác nhé. Các bác nào mua thì liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình. Mật ong thì cực kỳ đẹp luôn, quay cho các bác xem gần gần một chút đấy, màu cực kỳ là đẹp, trong suốt luôn đó. Các bác nhìn qua màn hình ảnh thì sẽ không được trong như khi mà các bác nhận hàng đó. Tất cả những cái sản phẩm Tuyên bán này thì các bác có thể kiểm tra hàng thoải mái khi mà các bác nhận hàng đó. Kiểm tra hàng đúng như hàng Tuyên quảng cáo thì các bác thanh toán tiền cho Tuyên nhé. Tuyên cũng xin cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video. Xin cảm ơn.